haran tu dukkha patta cha nit dukkha phaya patta cha nit phaya so kha patta cha nit so kha hon tu sabbe vibhāni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ăn chay lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp đường, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đặt bạch để họ trì bất quan trai giới. Uka samayam phante visam visam khanatha yati sarane nasaha atang samang nagatang ubo sathang yachama. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, đi vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Rồi tri dặm bị ma dặn hoành tay quy sâm quy sâm prakhana tha và ti sa ra ne na sa ha a thân ga sa mận na ga tăng u vô sa thân và cha ma. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới, đi vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta thì dặm bi ma văn phành tê vi sâm ra kha na ta gia ti sa ra nê na sa ha a tăng ga sa măng na ga tăng u vô sa thăng và cha ma. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới, đi vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, cha đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài trí đức từ bi hoan hỷ đăng đàn thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng phật tử của chúng con. Dạ, sa thú lành thai, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Xin lễ chư tôn thiền đức tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam thiên nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và pháp quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sạc năng gạch cha hà mi, con đem mà lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa năng gạch cha hà mi, con đem mà lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khẳng sa năng gạch cha hà mi, con đem mà lòng thành kính xin quy Tăng. Đội tỷ dâm bi bụt đăng sa năng gạch cha hà mi, con đem mà lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đức chi dòng bị đắp mặn sợ năng gạch cha hà mi, con đem mình lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, đức chi dòng bị sân cấn sợ năng gạch cha hà mi, con đem mình lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, tạ chi dòng bị bụt đăng sợ năng gạch cha hà mi, con đem mình lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, tạ chi dâm bị đắp mân sa năng gạch cha hà mi, con đem mình lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, tạ chi dâm bị sân khấn sa năng gạch cha hà mi, con đem mình lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bụt đăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đảm mang sát ra năng gạch trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khăn sát ra năng gạch
cha mi con đem hết đồng thành kính xin quy tăng. Đô ti giam bi bất đẳng sát đa năng ca cha mi con đem hết đồng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti giam bi tổng măng sát đa năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đồ tự giảm bi sân khăn sát đa năng có trả mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng lần thứ nhì. Tập tự giảm bi bất nặng sát đa năng có trả mi con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Tập tự giảm bi đâm măng sát đa năng có trả mi con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Tập thì giảm đi sân khăn sát đa năng ca cha mi con đem hết lòng thành kính vi tăng lần thứ ba. Tỳ sa rần na ca năng ni thi tăng pháp vị tam bảo tròn đủ chỉ có bi nhiều. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Ba nai thi ba tam về làm mình đi thì khó bất năng tham ăn giảm đi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh nai đa nam về làm mình đi thì khó bất năng tham ăn giảm đi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. A phạm ma cha lịch giảm về là mặt đi thì khó bất năng xâm mặt giáo mi. Còn xin quan nhiều điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Mụ sa hoa đa về là mặt đi thì khó bất năng xâm mặt giáo mi. Còn xin quan nhiều điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura mê ra yam mai cho pa mai đắc thả nam về làm mà đi khó bất hạnh sa mạc giả mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Quy ca la phô chạ nam về làm mà đi khó bất hạnh sa mạc giả mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự ăn sái giờ. Này chê ghi ta qua đi ta quý su ca đà sa na ma la gan tha quý lê ba na tha ra na man đà na quý khô sa na tha na. Vậy là mạnh y sĩ khó bất năng sa ma đi giao mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa sự múa hát thôi kèn đờn. Xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thôi vật thơm dừa vẩn và đeo tràng hoa. Ôn chai sa ya nam ma ha sa ya nam về là mình đi khó bất hạnh sa ma giao mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quý tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Mana ti ba ta về là mình đi sức khả bất đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng chữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. A đến na đa na về ra mani sức khả bất đăng samadhiya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. A ramacariya về ra mani sức khả bất đăng samadhiya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự thọng dâm. Mẫu sa qua đa về ra mani sức khả bất đăng samadhiya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura mê ra yam mắt chấp ba ma đa tha na về ra mani sức khả bất đăng samadhiya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Quý ca là phô cha na về ra mani sức khả bất đăng samadhiya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nam cha ghi ta qua đi ta vi su ca đa sa na ma la gan tha vi le ba na tha sa na mang đa na vi phu sa đa tha na.
Quệ Ramani Sức Khả Ba Đăng Samadhiya Mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn. Xem mua hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm dời phận và đeo trạng hoa. Ụt cha Sayana Maha Sayana. Quệ Ramani Sức Khả Ba Đăng Samadhiya Mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi quá cao và xinh đẹp. Y măng ác thăng và sầm măng na gác tăng và thập bà nhà tăng u bơ xá thăng y măng cha đà tinh y măng cha đi qua sang sầm mà đề qua a thi ra khi tâm sầm mà đi ra mà. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới tròn đu tam điều của Đức Phật ca giáo truyền, hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch trần ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Hà sĩ ca bạch đà ni u bồ sa tha si la vê se na i man cha ra tinh i man cha đi vật sang sa thu căn ca toan ấp ba ma đề na samarak kỳ tháp băng. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, có đáng vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Và chúng con xin vâng. Sile na sugatinyanti, sile na phukasambhadai, sile na silang vị số thát dê. Các chúng sanh được sanh về qua trời cũng nhờ dữ giới được giàu sang, cũng nhờ dữ giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ dữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu sa thu lành thai u ta măng ghê na quanh đê hăng ba đà phận xâm qua ruột ta măng buốt thể vô ca li tổ đô sơ buột thô ca ma tu tăng ma măng. Ủa ta mạng ghê nà quanh đê hăng thầm anh chá đức quý thăng hòa răng. Thầm mê vô ca đi tô đổ sâu thầm mô ca mạ tu tăng mà măng. Ủa ta mạng ghê nà quanh đê hăng sẵn khanh chá đức quý thô ta măng. Sẵn khê vô ca đi tô đổ sâu sẵn khô ca mạ tu tăng mà măng. Thi ya chanaga tha sinh tham an tu sinh tham an tu sinh tham an tu idang phalang etasmin ratanat tayasmin sambasadanache. Tạ su cầu mong cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai, cước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, a nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kiểm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ma tai nước lửa binh na, nguyện thầy chúng sanh coi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học gia đình tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ,
nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dẫn kinh trí cu sa la cầm măng cách tập văn kỳ đi văn mà ca dê na quả cha ma na sa ti đa sê su ca tăng ca tăng dê sa ta san nhi nô a thi dê ca sa ta a san nhi nô ca tăng buồn nha pha răng mây hằng sa tê pha ghi pha quan tu tê dê tăng ca tăng su vi tăng định năng buồn nha pha răng mây ya dê ca ta thanh a cha nan ti đê qua gần tò ni dê đại dương sắp bê lô cầm hi dễ sát ta chạy quan ta hà ra hệ tu cam hà muôn năng cha năng sắp bê lập hoàn tu ma ma chê na sa ti. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài tri đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Chí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để điều hợp chương trình học câu đoạn 5 của Từ Bi Kinh. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư tôn trên đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam, thiên nữ. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dâng ân đức tam bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri đấng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lãnh giữ lợi quần sinh. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri đấng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lãnh giữ lợi quần sinh. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri đấng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lãnh giữ lợi quần sinh. Tăng a ra ha di ko na sang yo tăng bụt đăng sa ra sa na ma mi tăng cha bụt đăng i me hi sa ka re hi a phi cu ya ya mi hồng nhất Phật nhiệm màu ứng cung chánh bi minh hạnh đủ đầy đức ân thiền thể cao dày bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm vô thượng sĩ pháp thân tình diệu bậc trường phu điều ngự độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành Phật Đà Tuệ Giác Thế Tôn trong đời. Tăng Xoa Kha Ta Đi Con Nạc Sang Vô Tăng Thầm Măng Sẽ Lạ Sa Nam Ma Vĩ Tăng Chà Thầm Măng Y Mê Hi Sa Ka Rê Hi A Phi Phùm Chà Gia Mỹ Pháp Vi Diệu Chà Lành Khéo Dạy Lìa Danh Ngôn Giấc Ngộ Hiện Tiền Vượt Thời Gian Chứng Vô Biên Sắc Na Đại Ngộ Hoặc Nhân Liễu Tường Đạo Vô Thường đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần kỹ nhân từ ngộ giả chân diệu thường tình lạc pháp ân nhiệm màu
tăng sanh tha ta đi cô nạc sanh vô tăng sanh khăn chế lạc sa nam ma mi tăng cha sanh khăn nghi mê hi sắc ca rê hi áp hi pu chạy gia mi bậc diệu hạnh sinh văn thức tử bậc trực hạnh pháp lưỡi thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử phật ứng cúng tôn nghiêm cùng nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian đa tạng á thế giá sa quân đa mi do nhờ oai đức của chư phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tam bảo phì từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu đoạn 5 của bài Từ Bi Kinh. Bây giờ chúng ta lướt sơ qua tự vận ha. Dittha wa ye wa dittha. Dittha wa ye wa dittha. Chữ dittha có nghĩa là thấy được. Thấy được. Chữ wa và chữ wa đây là những liên từ để nó nối liền cái từ này và từ kia, nghe cho nó thích hợp một chút. Ye số nhiều, tức là những người hay là chúng nó, hay là nói chung là do cái từ giá mà nó ra, là đại từ giá ám chỉ về số nhiều ha, tức là những chúng sanh hay là nhiều chúng sanh ha. Rồi thích tha áp thích tha chữ áp phía trước do cái chữ á là một phủ nhận, là một tiếp đầu ngữ, mà chữ đích tha là thấy, mà áp đích tha là không thấy. Những chúng sanh thấy và không thấy thì ở đây được dịch là hữu hình hoặc vô hình. Và do cái gì mà biết được hữu hình hoặc vô hình? Tức là do chữ thấy có hiện hữu và không hiện hữu, có và không có. Thì đây gọi là những chúng sanh hữu hình hoặc vô hình. Ai câu số 2, ye cha du re wa san ti a vi du re. Ye cha du re wa san ti a vi du re. Chữ ye tức là chúng, họ ám chỉ về phu ta tức là những chúng sanh, hay là ye sát ta. Sát ta cũng là chúng sanh, phu ta cũng là chúng sanh ha. Thì chữ ye cũng giống như chớ, tức là nói chung số nhiều ha. Những người quá sanh tí là sống này ha, những người sống mà được đu rê. Đu rê do từ đu ra có nghĩa là xa, và áo quý đu rê là xa, mà bây giờ chỉ có cái tiếp đầu ngữ áo quý ở phía trước có nghĩa là không xa, xa và không xa có nghĩa là gần, xa và không xa thì đây có nghĩa là gần và xa. Những chúng sanh sống quá sanh tí này ha, đây là số nhiều ha, của cái chữ dê. Dê quá sanh tí, những chúng sanh sống gần và xa, thì gần và xa ha. Đó là câu số 2. Rồi câu số 3, phu ta wa sam pha we si wa. Phu ta wa sam pha we si wa. Chữ phu ta đây là những chúng sanh mà đã sinh ra. Phu ta là những chúng sanh đã sinh ra.
rồi qua là một liên tự ha, nối giữa chữ này và chữ kia. Sampawesiwa là những chúng sanh đang đi đầu thai, những chúng sanh đang đi đầu thai, mà ở đây dịch là đã sinh hoặc chưa sinh, đã sinh hoặc chưa sinh. Và câu cuối cùng, sabbe satta bhavantu sukhitatta, sabbe satta bhavantu sukhitatta, sabbe satta là những chúng sanh, sabbe là tất cả, satta là chúng sanh, tất cả chúng sanh bhavantu, động từ số nhiều, hãy trở thành là thì làm gì, sukhitatta. Sukhitatta tức là được hạnh phúc, được an lành, và ở đây được cái câu này là nguyện tất cả sinh linh, tức là Sabbesatta đó ha, tròn đầy muôn hạnh phúc phóng quanh tu Sukhitatta. Rồi cái ý nghĩa thì chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà còn cái vấn đề mà nội dung thì sao, đó là điều quan trọng ha. Cái thể là khác, còn cái dụng là khác. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học, mà học quá thì phải hành, nếu mà học không hành thì sợ ma, học mà hành thì coi như ma sợ đó. Muốn sợ ma hay là ma sợ? Một bài kinh rất là có uy lực, mà quý vị học được và hành được thì kết quả ngay trong kiếp sống này, ngay trong lúc quý vị đang học luôn, chứ không phải rằng bây giờ chúng ta học để rồi để dành, không có. Học thì phải hành, mà khi hành thì kết quả nó đến liền, chứ không phải chờ lâu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Ở đây quý vị không cần phân tích trường âm đoạn âm ha, chỉ đọc theo giọng kinh và đọc giọng kệ. Bây giờ chúng tôi đọc trước. Ditta wa ye wa at ditta, ditta wa ye wa at ditta, ditta wa ye wa at ditta. Câu số 2. Ye cha du re quá sanh ti a quy đù re, về cha đù re quá sanh ti a quy đù re, về cha đù re quá sanh ti a quy đù re. Bây giờ ôn lại hai câu ha. Địch tha hoa về quá ắt, địch tha về cha đù re quá sanh ti a quy đù re, Ditta wa ye wa at ditta ye cha du re wa san ti a vi du re, Ditta wa ye wa at ditta ye cha du re wa san ti a vi du re. Câu 3 câu 4. Pu ta wa sam pa we si wa, Phu ta wa sam pa we si wa, Phu ta wa sam pa we si wa. Câu cuối. Sabbe satta bhavantu sukhitatta, Sabbe satta bhavantu sukhitatta, Sabbe satta tào phó quanh tu su khi ta ta. Bây giờ ôn lại hai câu này. Phu ta wa sam pa we si wa, sam be sa ta phó quanh tu su khi ta ta. Phu ta wa, phu ta wa sam pa we si wa, sam be sa ta phó quanh tu su khi ta ta. Phu ta wa sam pa we si wa, sam be sa ta phó quanh tu su khi ta ta.
Rồi bây giờ ôn lại ha. Dòng kinh thì chúng ta cũng có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất là dừng lại cuối câu số 2. Cách đọc thứ hai, đọc liền một hơi. Rồi bây giờ chúng tôi đọc trước. Ditta wa ye wa ditta ye cha du re wa san ti a wi du re pu ta wa sam pha we si wa sap be san ta pha wan tu su ki ta ta ditta wa ye wa ditta ye cha du re wa san ti a wi du re Phụ ta hoa sâm phá huệ si hoa sắp bề sát ta phá hoành tu sư khí ta ta. Đó là dòng kinh đọc theo cái cách thứ nhất, cách đọc thứ hai. Làm liền một hơi ha. Địch thà hoa dê hoa ác, địch thà dê cha đù rê hoa sanh tia huy đù rê. Phụ ta hoa sâm phá huệ si hoa sắp bề ta phá hoành tu su khi ta ta đi thà hoa về quá đi thà về cha đù rè quá sành thi áo quý đù rè phụ ta hoa sầm phá huệ sĩ hoa sắp bề sát ta phá hoành tu su khi ta ta. Như vậy là dòng kinh có hai cách đọc ha, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Rồi bây giờ qua dòng kể làm luôn ha, vừa kinh vừa kể. Nhiều khi quý vị ngại đưa tay lên cũng mệt mỏi ha, mất công. Thôi làm luôn ha, cả kinh cả kể ha. Cái dòng kể thì chúng ta đọc một lần hai câu nha, để cái nó nương nhau, có lên và xuống, có một cái âm điệu. Còn đọc từng câu một á cũng được vậy, nhưng mà nghe nó không có đi vào lòng người ha. Nghe cái âm điệu nó bình bình, còn câu lên câu xuống như vậy mới gọi là du dương trầm bổng ha. Rồi bây giờ chúng tôi thử trước này, bảo đảm quý vị trong này đọc hay hơn, kệ hay hơn chúng tôi nhiều. Điện thả hoa dê hoa anh, điện thả dê cha đu rê hoa xanh tia quy đu rê phù ta hoa xâm phà huệ sĩ hoa xâm bế xanh ta phà hoành tu su khi tan ta. Đình thả hoa dê hoa đình thả dê cha đu rê hoa xanh tia quy đu rê phù ta hoa xâm phà huệ sĩ hoa xâm bế xanh ta phà hoành tu su khi tan ta. Đình thả hoa dê hoa anh đình thả dê cha đu rê hoa xanh tia quy đu rê phù ta hoa xâm phà huệ sĩ hoa xâm bế xanh ta phà huệ tu su khi tan ta. Alo, trời ơi sao hôm nay bom nó nổ quá trời vậy, sao nhiều số bom bự bự không à? Rồi xin mời Siết Mai Ta, Siết Kim, Siết Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, và con kính chào quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc đoạn 5 của từ Bi Kinh. Đích tha hoa dê hoa ách, đích tha dê cha đù rê hoa sanh tí a quý đù rê. Phụ ta hoa xăm phá huệ si hoa sập bệ sát ta phá hoành tu su khi tát
ta đích tha hòa về quá đích tha về cha đù rề quá sanh tí a quy đù rề phụ ta hòa sâm phá quê si hòa sập bề sắc ta phá hoành tu su khi tát ta hữu hình hoặc vô hình đã sanh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc. Đức tha hoa dê hoa đức tha dê cha đu rê hoa san ti a quy đu rê phụ ta hoa sâm phá quê si hoa sập bê sát ta phá hoàn tu su khi tạch ta. Dạ, con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài chỉnh sửa, quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh từ bi đoạn 5. Tính nói kinh pháp cú. Bài nhiều chuyện quên rồi. Cười một chút, cười để lấy hơi, cười để lấy hơi với sư để đọc khỏi bị nhân. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ ha, liên tục ha. Dạ con xin trả bài kinh ô đất nhỏ hả? Trời ơi nghe nhỏ xíu rồi sao kỳ vậy ta? Nghe rõ chưa? Nghe bự chưa? Quý vị nghe rõ nghe bự chưa vậy quý vị? Sao nó nghe nhỏ xíu vậy ta? Kỳ vậy ta? Nghe lớn chưa? Cô gì cô Thiện Vũ đó, Thiện Vũ đó. Tốt rồi ha. Tốt rồi, vậy là tốt. Vậy trả bài đi. Vừa hả? Không biết tại sao, sao nó nghe không rõ gì ta. Ok, giờ nó lớn lên chút là được rồi ha. Đích tha hoa về quá đích tha, về cha đù về quá sành tia quý đù về, phù ta hoa sàm pha quê si hoa, sắc bề sắc ta pha hoàng tu su kích tác. Đích tha hòa về quá tha, về cha đù rề quá sầm tia quy đù rề, phù ta hòa sầm pha huệ si hòa, sắc đề sắc ta pha hoàng tu su kích tác ta. Đích tha hòa về quá đích tha hòa về quá đích tha, về cha đù rề quá sầm tia quy đù rề, phù ta hòa sam pha huệ si hòa, sắc đề sắc tha pha hoàng tu su kích tác ta. Địch tha hòa dê hòa đích tha, địch tha hòa dê hòa đích tha, về cha đu rê hòa sam ti a vi đu rê, phù ta hòa sam pha huệ si hòa, sắc đề sắc tha pha hoàng tu su kích tác ta. Địch tha hoa dê hoa địch tha, về cha đu rê hoa sang ti a vi đu rê, bồ tha hoa sam ba huệ si hoa, sập bê sắc ta pha quăng tu su kích tác ta. Tiếng Việt Nam đâu rồi không biết của ai nữa. Đọc đi. Hữu hình hoặc vô hình đã sanh hoặc chưa sanh gần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc. Cái này mấy lần trước con thấy dịch Lục Bát, kỳ này ngủ ngôn sư á cũng được, nghe cũng tốt rồi, hiểu là được rồi. Trời đầy thấy chưa, không có cho đâu im re hả, ổng không có cho bông hoa đâu im re hả, hồi nhưng vậy tùm lum hết trơn à. Không sao, chuyện nhỏ, mình học là phải sai thôi. Đó, phe ta giữ tay giữ chân, về người thời cũng giữ tay giữ chân. Hay già,
Cảm ơn quý vị đã cho Bông Hoa cùng vỗ tay vỗ chân ủng hộ. Quý vị có thấy tôi có bị nhân cái gì không quý vị? Không có hả? Cho Bông Hoa không thấy nhân gì hết trơn. Thôi để cho sư nhân. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, xin mời quý vị kế tiếp nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Ditta wa ye wa aditta ye cha du re wa san tia vi du re phu ta wa sam pha we si wa sap be sat ta pha wan tu su khi ta ta. Tha wa ye wa ad di tha ye cha du re re wa du re phu ta wa sam pha we si wa sap be sat ta pha wan tu su khi ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Đi tha wa ye wa adi tha ye cha du re wa san ti a wi du re phu ta wa sam pha we si wa sa be sa ta phu khi ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc và kệ xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp. Dạ, nhân sư. Thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc đoạn 5 bài kinh Từ Bi. Đít tha hoa dê hoa át. Đít tha ye cha du re wa san ti a wi du re phu ta wa sam pha we si wa sap be sat ta pha wan tu su khi ta ta. Đít tha wa ye wa at đít tha ye cha du re wa san ti a wi du re phu ta wa sam pha we si wa sap be sat ta pha hoàn tu su khi ta ta. Địt tha wa ye wa at địt tha ye cha du re wa san ti a wi du re phu ta wa sam pha we si wa sap de sa ta pha hoàn tu su khi ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện cả sinh linh còn đầy muôn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào quý học viên toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Ditta wa ye wa ap ditta ye cha du re wa si du phu ta wa san pha we si wa sap be sap ta pha wan tu su khi ta ta. Ditta wa ye wa ap ditta ye cha du re wa san ti a wi du re phu ta wa san pha we si wa sap be sap ta pha wan tu su khi ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Ditta wa ye wa aditta ye cha du re wa san ti a wi du re phu ta wa sam pha we si wa sap be sap ta pha wan tu su khi ta ta. Ditta wa ye wa aditta ye cha du re wa san ti a wi du re
Futawa sam fawe siwa sabde sabta fawan tusukitata. Dạ con đã đọc và kể xong, có gì sai xin sư chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa nhìn ạ. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài và xin mời đi kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính xin kính lễ quý cô, quý bà tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ, con không thấy ai đọc, con xin được đọc tiếp. Đít tha qua dê qua đít tha dê cha đô rê qua sàn thi a vi đô rê phụ ta sam pa ve si wa sap pe sat ta pa van tu su hi ta ta yit tha wa ye wa ti tha ye cha du re wa san ti a vi du re pu ta wa sam pa ve si wa sap pe sat ta pa van tu su hi ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn phúc hạnh. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn phúc hạnh. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân sư, kính tri ân đạo tràng và cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mất. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sân Khà Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn thứ 5 của Kinh Từ Bi ngày hôm nay ạ. Đít tha qua dê qua át, đít tha dê cha đu rê, qua sàn đi á quý đu rê. Phu ta qua xâm phá quê sĩ qua sắp, bề sát ta phá hoành tu su khi tát ta. Đít tha qua dê qua át, đít tha dê cha đu rê, qua sàn ti á quý đu rê. Phụ ta qua xâm phá quê sĩ qua sắp, bề sát ta phá hoành tu su khi tát ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Đinh tha qua dê qua đinh tha dê cha đu rê qua san ti a quy đu rê phụ ta qua sam pha quê si qua sắp bê sát ta pha quan tu su khi tan ta. Đinh tha qua dê qua đinh tha dê cha đu rê qua san ti a quy đu rê phụ ta qua sam pha quê si qua sam bê san ta pha quan tu su khi tan ta. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài.
Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc tiếp. Đoạn số 5. Tích tha wa ye wa a tích tha ye cha du re wa san ti a u tu re pu ta wa sam pha we si wa sap pe sat ta pha wan tu su ki tat ta tha và về quá a di tha về cháu tu rê quá san ti a u tu rê phù ta và sam pha we si wa sắp bề sát ta pha quan tu sư khi ta ta hữu hình hay vô hình đã sanh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc. Đinh tha wa ye wa a đinh tha ye cha du re wa san ti a wi du re pu ta wa sam pa we si wa sam pe san tha pha wan tu su ki tan ta. Đinh tha wa ye wa a đinh tha ye cha du re wa san ti a wi du re phụ tha wa sam pha we si wa sam pe san ta pha wan tu su ki tan ta. Dạ thưa con đã đọc xong hai xin ngài sửa giùm cho con và con kính mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Sa thủ, Sik Meta, Sik Kim, Sik Kim Nhung, Sik Thiện Vũ, Sik Hồng Mai, Sik Tô Thị Phúng, Huỳnh Giang Nhật Hà, Sik Tina, vị nào đọc giọng kinh cũng hay, đọc giọng kệ cũng hay luôn. Như có sĩ Nhật Quỳnh là đưa tay chậm thôi để cho đạo tràng trống vắng. Quý vị cứ liên tục ha, đừng để trống, để trống tự nhiên thấy cái rung nó chết à. Rồi mời sĩ Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tư nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Tina, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và con sám hối với ngài ạ. Cùng đạo tràng con thấy đạo tràng cũng đông lắm nên con cũng hơi dễ vui một chút ạ. Con thấy êm êm, con chạy lợi thì ngài đã cầm mít rồi. Dạ con xin được trả bài đoạn 5 câu kinh Từ Bi ạ. Ngài hoan hỷ cho con, đạo tràng hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh ở gần sông Đồng Nai nên hơi ra là lặng, hơi ra là lặng à. Dạ, hồi nãy Nhật Quỳnh lặng về sắp tới Việt Nam rồi mà nghe ngài kêu quán hồn trồi lên một cái bụp, dạ là nó trở về Mỹ trở lại liền nên giờ lặn tiếp. Nhưng mà không có lặn về tới Việt Nam mà giờ lặn về công việc. Dạ nắm một thai. Dạ, dạ bây giờ thì con xin được trả bài ạ. Đích thà hòa về a thích, đích thà hòa về quá áp, đích thà về cha đù rề quá sanh ti ác vi đù rề phù ta qua sầm phá quê si qua sắp bề sa ta phá hoàn tiêu si khi ta ta đích thà qua về quá áp
qua áp địch thà về cha đù rề qua sàn ti á quy đù rề phụ ta qua sâm phá quê si qua sạp bê sạp ta phá quan tu si kỳ ta ta. Cho con đọc một lần nữa ha. Địch thà qua về qua địch thà qua về qua áp địch thà về cha đù rề qua sàn ti á quy đù rề phụ ta qua sâm phá quê si qua sạp bê sạp ta phá quan tu si khi ta ta. Dạ con thành kính nảnh lễ đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ cho con trình đọc một lần nữa, không biết mắt con nó sao, nó hết thấy đường rồi hay sao á. Con đọc con thấy nó không có ổn chút nào hết. Dạ kính lễ cô tu nữ tự duyên về vào đạo tràng. Địch thà qua về qua áp địch thà về cha đù rề qua sanh ti á quy đù rề phụ ta qua sâm phá quê sĩ qua sạp bê sạp ta phá quan tu sĩ khí táp ta. Hữu tình, hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Dạ con xin được kệ, dạ con đọc có sai, con xin ngài và kính thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Con bị hơi phân tâm à. Địch thả qua dê và át địch tha dễ cha đu rê và sẵn ti a quy đu rê phù tả qua sâm và quê si ba sạp bê sạp ta và quả anh tu sư khi ta ta. Đình thả qua dê à và át địch tha dễ cha đu rê và sanh ti a quy đu rê phù ta qua sâm phà quê si qua sạp bê sạp ta phà quan tu su khi ta ta. Đền tha qua dê qua át đi tha dê cha đu rê qua sanh ti a quy đu rê phù ta qua sâm phà quê si qua sạp bê sạp ta phà quản tu su ki ta ta. Dạ con đọc và đã kệ xong, con có sai con cũng ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con để cho con sửa. Dạ bây giờ mến chào Minh Tấn từ vào đạo tràng, kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Dạ con bây giờ chắc là hết không ế nữa rồi. Dạ con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, đại đức Tệ Đức, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ con và kính mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên để ôn đoạn năm của Kinh Từ Bi. Dạ xa thú, con đã thấy bàn tay của đại đức Pháp Trang rồi, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được đọc đoạn 5 của bài kinh Minh Tát Xuất Tăng, bài kinh Từ Bi. Điệt thà và dê và điệt thà dê cha đồ rê và sàn tí á vi đồ rê phụ tà và sàm phá vệ sĩ và sáp vệ sát tà phá vạn tư sức kích tát tàm. Điệt thà và dê và điệt thà dê cha đồ rê và sàn tí á vi đồ rê phụ tà và sàm phá vệ sĩ và sáp vệ sát tà phá vạn tư sức kích tát tàm.
Dita wa ye wa dita ye cha do re wa san tia vi do re pu ta wa sam pha vệ si wa sap te sap ta pha quan tu su ki ta tam. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Bây giờ xin mời bây giờ xin gửi mic lại cho đạo tràng Nam Mô Bổn Sư. Dạ, sa thủ đành tha chúng con thanh kính đảnh lễ đi tri ân đại đức Pháp Trang ạ. Dạ, sư mới vào đã bị con níu y rồi. Dạ, sa thủ con đã thấy bàn tay của đức tuệ đức. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con thành kính đảnh lễ thượng tọa trí đức đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú câu đoạn thứ 5. Ditta wa ye wa aditta ye cha du re wa san te a vi du re phu ta wa sam pha we si wa sap pe sat ta pha quan tu su khi ta ta. Ditta wa ye Ditta wa ye wa aditta ye cha du re wa san te a vi du re phu ta wa sam pha we si wa sap pe sat ta pha quan tu su khi ta ta. Ditta wa ye wa aditta ye cha du re wa san te a vi du re phu ta wa sam pha we si wa sap pe sat ta pha quan tu su khi ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức, đại đức Phật Trang. À, từ bi cùng chúng con ôn câu đoạn 5 của kinh từ bi. Dạ, cảm ơn thiện vũ cho nhục huynh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú bằng tay cô tu nữ phúc hành. Dạ, nhục huynh kính mời cô tu nữ tỳ duyên. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Sư Tề Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc đoạn 5 ạ. Ditta wa ye wa at ditta ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sam pha ve si wa sap be sat ta pha quan tu su khi ta ta. Ditta wa ye cha at ditta ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sam pha ve si wa sap be sat ta pha quan tu su khi ta ta. Đi thà hòa về cha a đi thà về cha đù rề qua sàn ti a vi đù rề phù ta hòa sam pháp về si hòa sáp bề sát ta pháp hoàn tu su khi ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc. Dạ các cỡ ông cô Nhật Quỳnh. Dạ, nhớ phúc hạnh xin kể. Dạ, sẽ thúc cô. Đi tha qua dê và đi tha dê cha đu rê qua sàn tia vi đu rê
Phụ ta qua xăm và quê si qua sa bê sa ta và quan tu su khi ta ta. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin xuống mít có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ Phúc Hạnh xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bót bài ạ. Xin mời vị tiếp theo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ ngài Chư Đức, đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ thì dân xin đọc kinh Từ Bi đoạn 5. Đích tha qua về quá đích ta ye cha du re wa san ti a vi du re pu ta wa sam pha we si wa sap be sa ta pha quan tu su khi ta ta dit na wa ye dit na wa ye wa a dit na ye cha du re wa san ti a vi du re pu ta wa sam pha we si wa sap be sa ta pha quan tu su khi ta ta. Wa ye ya du lan du wa sa we si wa sa pe sa ta pa wan tu su ki ta ta. Ditta wa ye wa adit. Sai. Giờ tự nhiên xin kể lại. Tự nhiên cái đoạn này khó kể. Ditta wa ye wa adittha. Nghe kì kì vậy thầy. Tự nhiên xin sám hối kể lại lần nữa coi. Ditta wa ye wa adittha. Ye cha du re wa san ti a vi du re. Phụ ta hoa xăm pha quê si hoa sắp bê sa ta pha hoàn tu su khi ta ta dịch tha hoa dê hoa a dịch a a dịch tha ye cha du re wa san ti a vi du re hu ta wa sam pha we si wa sap be sa ta pha wan tu su ki ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sanh hoặc chưa sanh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Dạ hết à. Dạ cảm ơn nhật Quỳnh đọc bài. Dạ liên xin. Dạ, tự nhiên mới vào cho nên không biết vị nào kể chưa, vị nào kể rồi. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bích Tha giá. Dạ bây giờ thì con nghĩ rằng không còn vị nào đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên nữa. Dạ con cũng thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi trở lại đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn thiện vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con cũng thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng một ngày. Trong đạo tràng đâu còn vị nào nữa phải không quý vị? À có Minh Tấn nè, Minh Tấn mới vào hành kiểm nè, đã ôn bài chưa vậy quý vị? Dạ, đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết một tín hiệu giùm đi. Dạ, Nhật Quỳnh cũng đặng tới lặng
lui nên không biết hạnh kiểm ông bà chưa. Và hạnh kiểm ơi, hạnh kiểm có trước máy không? Minh Tấn ơi, có trước không? Và hai vị này có trước máy không, cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Thỉnh ngài mà ngài ở gần sân buôn rồi, không thấy ngài xuất hiện. Và một lần nữa Nhật Bình kính mời Xích Thành Kiểm và Minh Tấn. Alo, vô cái nick Minh Tấn nhưng mà chắc là không phải Minh Tấn đâu. Giờ có cầm mic được không hay là mắc lo con rồi? Alo, Minh Tấn cô Nguyễn, vị nào đưa bàn tay mình lên đi. Dạ bạch ngài, con hết cách rồi. Sư cười thiệt, con nói thiệt chứ bộ. Sư không đồng ý không? Một là Minh Tấn, hai là Phú Nguyễn thôi, hai người thôi. Và xa thú con đã thấy tín hiệu của ngài rồi, và con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính lễ đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức. Chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Sa thú. Quý vị có những giọng kinh, giọng kể tuyệt vời. Nhất là cô tu nữ Tuệ Duyên hả? Bài này kể hay như vậy mà nó đọc lên nghe kỳ kỳ ha. Rồi đọc xong rồi thôi chứ, con nói hết rồi. Xong rồi xuống, nhận lại cho người khác. Nói hết rồi, còn nữa, còn 5 đoạn nữa chứ không phải là hết đâu. Cô tu nữ Trời Duyên này có một cái giọng kệ đặc biệt ha, đọc. Dạ, Quỳnh Giang Nhật Hà cũng có một cái giọng kệ, nên là không giống ai, tức là coi như... coi như tuyệt vời, nghĩa là coi như không thể so sánh được. Rồi Sức Kim cũng có một cái dòng kệ mà chúng ta thấy rằng đây là những cái dòng kệ độc lạ, bất chước bất giới không được. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rằng khi mình đọc cái dòng kinh, với cái dòng kinh mình đọc thuần thục á, thì khi đó qua dòng kệ nó mới có hồn. Kệ chẳng qua là nói lên cái nội tâm của mình, hướng về cái bài kinh này, mình phổ cái hồn nó vô, và mình kệ để mình tự mình coi như cảm ứng, cảm thấy là hay, chứ không phải là coi như cái gì nhân nữa. Chứ Nhật Quỳnh chỉ nhân bự bên này, nhân chút xíu vậy. Thì khi mà chúng ta đọc cái giọng kinh mình nó đã trôi chảy rồi, thì khi đó giọng kệ nó có cái hồn. Nhưng mà khổ cái là quý vị á, cái giọng kinh quý vị chưa có thuần thục, cho nên những cái giọng kệ của quý vị coi như nói chung là tương đối hay, chứ không phải là dở. Và hy vọng với cái bài này, nhất là bài kinh Từ Bi còn 5 đoạn nữa, nếu mà quý vị mà dòng kinh đó là coi như trôi chảy nha, thì bảo đảm rằng qua cái dòng kệ, không phải là trước khi vô rừng mà các vị 500 vị tỳ kheo nó đọc lên quang quang như vậy. Mà ở đây trước khi đi ngủ, hoặc là trước khi chúng ta đi làm một cái vấn đề gì, chúng ta hướng tâm về cái bài kinh Từ Bi này, và chúng ta ra đi một cách nhẹ nhàng, không có lo nghĩ, bởi vì tâm từ của chúng ta nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Mình không có phân biệt, không có phân biệt. Có nghĩa là người cao, người gầy, người ốm, người nhỏ, hoặc là người hữu hình hoặc là vô hình, tức là mình thấy hoặc là không thấy, sinh ra hoặc là chưa sinh ra, thì mình với một cái tâm mà cái như tâm từ, không phân biệt,
nguyện tất cả sinh linh trọn đầy muôn hạnh phúc. Thì mình khi mà có một cái tâm như vậy thì mình còn sợ cái gì nữa ha? Cái sợ nhất á là sợ cái gì? Sợ chính mình, con ma mình, chứ không phải con ma bên ngoài. Con ma bên ngoài là hữu hình, con ma bên trong này là vô hình. Con ma bên trong nó quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái đoạn năm này, và chúng ta coi như có một cái cảm nghĩ cái đoạn năm này nói lên cái vấn đề gì? Hữu hình hoặc vô hình, thấy và không thấy, sinh ra hoặc chưa sinh, gần hoặc là xa, rồi với những cái chúng sanh như vậy thì cái tâm từ của chúng ta làm gì? Nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Mình thể hiện tâm từ không phân biệt người giàu người nghèo mà mình thể hiện tâm từ với những người mình thấy hoặc là không thấy, gần hoặc là xa, sinh ra hoặc là chưa sinh. Nghĩa là cái lòng từ mình phủ khắp như vậy thì mình cảm thấy rằng mình không có oan trái với ai. Mà không oan trái với ai như vậy thì mình thấy thân dông tự tại. Cái người mình đâu có sợ gì nữa. Mình sợ khi mình có một đối tượng, một đối thủ mà nó oan trái, nó rình rọc, nó canh me mình thì cái đó mình phải sợ chứ. Còn ở đây mình sống với một cái tâm từ thì mình đâu có ngại gì. Cho nên khi mà quý vị đọc đến cái đoạn năm này thì quý vị thấy rằng ồ, từ bi gieo cùng khóc, tức là chỗ nào mình cũng có cái không phân biệt mà có cái sự nhẹ nhàng hoan hỷ thương yêu đối với tất cả, không phân biệt màu da chủng tộc. Đó là trên hình thức ha. Còn bây giờ cái nội dung nè, chúng ta lấy cái đoạn này áp dụng về chính cái bản thân của chúng ta. Đây là một điều thực tế. Quý vị hãy nghĩ cái tâm thân này do cái gì mà sinh ra, tứ đại không? Rồi nếu nói tứ đại là bốn thì bây giờ nói có hai thôi, danh và sắc. Danh và sắc trên cái tâm thân của chúng ta, danh và sắc thì bây giờ danh là gì? Danh là vô hình, mà sắc là gì? Là hữu hình. Cái mà mình thấy được á là hữu hình, là sắc. Mà cái mà chúng ta không thấy được, thấy mà cái như qua ví dụ như thọ tưởng hành thức thì cái đó thuộc về gì? Cái đó thuộc về danh. Còn cái sắc á là cái thân mình. Cái thân mình có một ha. Cái thân mình có một, nhưng mà anh chia ra danh và sắc. Thì trong cái danh á thì thọ tưởng hành thức, còn cái sắc á chỉ có cái thân này thôi. Vậy thì hữu hình và vô hình trên chính bản thân của chúng ta. Rồi sao nữa? Đã sinh hoặc chưa sinh, nó đã sanh khởi và nó chưa sinh khởi. Ví dụ như trên cái bản thân của chúng ta khi còn con nít thì nó chưa phát triển đầy đủ. Mà khi mà nó lớn rồi thì nó phát triển một cách đầy đủ hơn. Thì như vậy gọi là đã sinh hoặc chưa sinh. Đã sinh hoặc chưa sinh thì quý vị thấy như sao? Khi mà cái này có thì cái kia có, khi mà cái kia phát sinh thì cái nọ nó cũng phát sinh. Như cái câu
imasmin sati idang hoti imasupada idang upacchati. Khi cái này đang hiện hữu thì cái nọ cũng hiện hữu, do cái sự sanh lên của cái này thì cái nọ mới được sanh lên. Thì bây giờ trong cái đã sinh hoặc vô sinh thì có nhân nó có duyên, có nhân có duyên chứ không phải mà tự nhiên mà coi như trên trời đất xuống. Đối với hiện cảnh bây giờ chúng ta cũng từng quan trái, chúng ta cũng từng coi như là vua, làm quan, làm tướng, mà nhiều khi tướng không phải là tướng của một cái vị danh tướng, mà nhiều khi đó là tướng cướp chẳng hạn, cũng là tướng vậy. Rồi bây giờ do quan trái đó mà chúng ta hiện hữu trong cái cuộc sống này, rồi gặp cái nàng, cái cô này là 19 tuổi, chúng ta cũng có quan trái. Quan trái cái cô biết 19 tuổi này, chị này có mặt chúng ta thì thấy cô nàng cũng xuất hiện. Mà cô nàng xuất hiện thì như vậy trong quá khứ chúng ta cũng đã cộng nghiệp, cũng đã cộng nghiệp ở gần, ở Đồng Nai cũng có, ở Hồ Chí Minh cũng có, rồi ở khắp Nam Châu luôn. Thì cái cô nàng 19 tuổi này, mới có 19 tuổi, người ta gọi là ngựa non háo đá, cho nên làm cả thế giới rung lên. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Hữu hình hoặc vô hình này, gần hoặc xa, chưa sinh hoặc đã sinh. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy hiểu trên chính bản thân của chúng ta, nó cũng chia làm hai, cái thiện và cái ác. Cái thiện và cái ác, cánh tay mặt thì cũng có cánh tay trái, tức là có hữu có vô, có mà có rồi có không. Thì con người của chúng ta cũng chia làm hai, bên thiện bên ác. Con mắt, mắt mặt mắt trái này, lỗ mũi này, có lỗ mũi bên kia, lỗ tai bên này, lỗ tai bên kia, chia đều như vậy. Thế bây giờ chính cái bản thân của chúng ta khi chỉ nghĩ chuyện thế sự, khi nghĩ cái chuyện tu, giữa cái thiện và cái ác đó, thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ một cái trường hợp, khi bước chân vào đạo tràng, người Phật tử, những người cái câu không thấy là người Phật tử, cho nên họ có những cái câu mà thấy mình khó chịu. Vậy thì chúng ta phân biệt đạo và đời, đạo và đời, chính chính nước bản thân của chúng ta, để thấy cái thiện và cái ác nó hiện diện, đã sinh hoặc chưa sinh. Thì một sự kiện mà chắc rằng cô thu nữ Phúc Hạnh, cô thu nữ Tệ Duyên nắm rõ trường hợp này. Đời là thể xác, đạo là linh hồn. Xác không hồn là xác chết, mà hồn không xác là hồn ma. Đời không đạo thì loạn luân xác thịt, mà đạo không đời thì mờ mịt vô duyên. Trên cái thân của chúng ta, cái danh và cái sắc, cái có và cái không, cái đã sinh ra và cái chưa sinh ra, cái ở gần và cái ở xa. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó là một cái tự nhiên của Pháp, tự nhiên của Pháp. Mà khi mà chúng ta hướng về cái đường đời thì nó đau khổ, mà hướng về đường đạo thì nó sẽ vui. Bởi vì sao? Bởi có hai lối đi. Cô tu nữ Tự Gian, cô tu nữ Phúc Hạnh nhớ ha, xuất gia, xuất giá cũng đồng đi. Hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ, lối đạo đi về nơi tịnh lạc, đường đời còn lắm nỗi sầu bi. Chính hai cái trường hợp, hai cái lối đi này làm cho chúng ta phân vân, mà chúng ta chọn một trong hai
chọn như thế nào gọi là thuận pháp, mà chọn như thế nào gọi là nghịch pháp. Nghịch pháp là chúng ta chiều theo cái bản ngã, chúng ta gọi là bị cái bản ngã chinh phục do tham, do sân, do si, mà chúng ta tạo ra những cái điều bất thiện, những cái điều tội lỗi. Mà khi có cái ngã vào đó, cái bản ngã chúng ta nó làm chủ, thì chắc chắn là con đường chúng ta đi là những cái lâu đài khổ, nơi khổ cảnh, và đó là những cái nơi thà. Bởi vì tâm của chúng ta hướng về ác pháp, còn khi mà hướng về thiện pháp thì con đường của chúng ta ra đi một cách thênh thang, không có trở ngại, tức là chỉ có một hướng đi lên thôi. Mà cái hướng đi lên đó được gọi là thuận pháp, trong những cái thiện sự chúng ta tạo ra gọi là thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, ở đây có nghĩa là chúng ta cứ theo tuần tự pháp mà thực hành. Khi chúng ta thực hành tuần tự từ thấp lên cao, từ phàm tới thánh, thì là một cái trường hợp mà tròn đầy muôn hạnh phúc. Rồi thì chúng ta không có một cái sự phân biệt đường bên này tốt, đường bên kia xấu, không có người này mập, người kia ốm, người kia cao gầy, người này mình thấy, người kia mình không thấy. Thì bây giờ với một cái tâm bình đẳng, mình thể hiện tâm từ là nguyện tất cả sinh này, dầu cho họ thiện, dầu cho họ ác, mình không phân biệt. Họ đã sinh ra hoặc là chưa sinh ra, đã sinh ở đây hoặc là chưa sinh, có nghĩa là chúng ta hiểu khi cái thiện pháp phát sinh hoặc khi mà thiện pháp chưa sinh, ở gần hay là ở xa không quan trọng, không quan trọng. Nhưng mà mình hãy nguyện cầu, mình hãy mong cầu cho chính bản thân của mình, đừng có nghĩ tới cái những người khác làm gì, mà mong chính cái phiền não bên trong của mình nè, mình coi như nhìn thấy được nó, thấy được nó trong cái hữu hình hoặc là cái vô hình, thấy được nó hữu hình trên cái sắc thân của chúng ta, vô hình trong cái tư tưởng của chúng ta, trong cái sự suy tư của chúng ta, thì chúng ta làm sao để coi như bình thường trong thiền đạo, sống một cái vấn đề bình thường, nghĩa là thuận pháp, bình thường thuận pháp, tức là chúng ta coi như 10 cái điều công đức, cái điều quan trọng số 10, cải chánh tri kiến. Khi chúng ta cải chánh tri kiến thì chúng ta mới thấy được sự thật của cái danh và cái sắc. Và khi thấy được danh và sắc thì khi đó chúng ta mới thấy được đúng sự thật. Alo, quý vị nghe thấy cũng hơi mệt mỏi ha. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây trong cái câu số 5 này là chúng ta biết rằng không phải tự nhiên mà có. Imasmin sati idam ho chi imasada idam upacchati. Khi cái này đang hiện hữu thì cái nọ cũng hiện hữu. Do sự sanh lên của cái này thì cái nọ được sanh lên, chứ không phải là tự nhiên trên trời rớt xuống, hoặc là giống như Tôn Ngộ Không từ tảng đá sinh ra. Đó là một điều mà hoang tưởng, mà có cái này mới có cái nọ. Imasmin asati idam nahoti. Imasanirotha idam nirochati. Khi cái này không hiện hữu thì cái nọ cũng không hiện hữu. Do sự diệt tận của cái này thì cái nọ được diệt tận. Vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy có một cái dây mơ rễ má với nhau, chứ không phải là tự nhiên mà có, tức là có nhân có duyên,
Vậy thì chúng ta thể hiện cái tâm từ của chúng ta không phân biệt giữa cái thiện và cái ác trong chính bản thân của chúng ta, thì cái điều mà chúng ta không phân biệt. Cầu mong cái gì hiện tới tới do sự vận hành của pháp mà chúng ta thấy được hữu hình hoặc là vô hình, chúng ta thấy được cái danh hoặc là cái sắc, và thấy được nó đã sinh hay là nó chưa sinh, chính trong nội thân hay là ngoại thân, tức là gần và xa, nội thân và ngoại thân. Thì bây giờ chính những cái điều đó mong rằng nó sẽ thuận pháp, nó sẽ được yên bình. Rồi bây giờ còn thời gian để cho quý vị thảo luận. Nhưng mà trước khi thảo luận thì có một cái trường hợp này, có một người thắc mắc là chúng ta tạo phước hướng về những cái thiện sự to lớn, ví dụ như trong các cái tăng sự, trong các cuộc lễ, thì cái lễ coi như là thọ cụ trúc giới, lễ kiết giới si ma, hoặc là lễ dân y các thi ná, hoặc là vân vân và vân vân. Thì cái vị thí chủ đó mới đặt câu hỏi rằng bây giờ hoan hỷ với cuộc lễ như vậy nhưng mà không có mặt ở xa quá, vì một cái trường hợp gì đó mà không tham dự được bằng công việc. Vậy thì bây giờ mình gửi tình tài để mà hùng phước vô cuộc lễ đó, thì có phước hay không? Hay là mình phải tự thân mình, thân khẩu ý nè, mình tác bạch nè, rồi khẩu nè, mình dâng lên bằng lời nè, rồi cái ý mình trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm quan nghĩ. Thì như vậy hai cái là có sự hiện diện và không hiện diện, có mặt hoặc là không có mặt. Thì bây giờ cái nào phước nhiều hơn? Và nhất là họ đặt họ trong trường hợp là họ ở xa, có thể tạo phước được hay không? Thì cái điều này quý vị nghĩ sao? Ở đây cũng có liên quan đến cái đoạn này, gần và xa, đã sinh hoặc chưa sinh, đã làm hoặc chưa làm, là có mặt hay là không có mặt, hữu hình hoặc là vô. Câu hỏi đó thì ý kiến của quý vị nghĩ sao? Alo. Ngủ chăng rồi? Sao ngủ người ta? Alo, ai thấy ngộ ngộ thì giác đi. Hả? Nghe rõ hả? Rồi ý kiến của ý sĩ cũng nghĩ sao? Nghe thì phải có ý kiến. Sao hô quá hả? Trời ơi, cái chuyện quan trọng là cái câu này, đặt ra những câu hỏi. Cái room này mà không có nói chuyện thì thôi rồi, mùi thu chết, đã chết rồi, cho nó chết luôn đi. Hả? Tắt đèn hả? Đông lum hả? Phải có người cầm micro chứ. Nó ho quá, ho như vậy, khan tiếng như vậy mà cũng không chịu đưa tay à. Thì ý kiến quý vị chào. Mình không trực tiếp làm mà mình hùng phước, vậy thì cái phước của cái người mà trực tiếp và cái người mà ở xa tùy hỷ đó, người quan hỷ, người tùy hỷ. Quan hỷ tức là trực tiếp, mà tùy hỷ tức là mình ăn ké hùng phước. Vậy thì Sít Nhật Quỳnh nghĩ sao đây? Sa thủ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng dạy câu 5 của từ bi kinh. Dạ, con xin đỡ mít cho Ngài và kính thỉnh Ngài và dùng nước ở tỉnh Sái Ngọc Đạt. Một chút xíu. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn cô Thiện Phúc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị có thể thảo luận câu hỏi của Ngài Trí Đức. Là mình ở xa thì mình gửi tịnh tài về mình hụng phước, thì mình có phước hay không?
thì quý vị theo ý kiến quý vị có phước hay không? Dạ, ngài hỏi tất cả đạo tràng, không hỏi riêng gì một mình Nhật Quỳnh đâu. Nên Nhật Quỳnh mong ý kiến đạo tràng trước. Dạ, rồi Nhật Quỳnh giống như mình ăn gian chút gì đó. Dạ, mình ăn gian chút để nghe ý kiến mọi người, xong rồi mình nói ý kiến mình thì mình đỡ bị chữ nhân, phải không Thiện Vũ? Dạ, Xích Kim có thể đưa ý kiến thôi. Khi mình ở xa và mình hùng những cái cuộc lễ như vậy đó, mình có phước hay không? Xích Kim có thể đưa ra ý kiến không? Dạ, mỗi người một ý để cho mọi người đều chia sẻ được cái ý của mình. Dạ, Sa Thú, kính mời Xích Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Tẩy Đức, sư Pháp Trang, các sư và các cô tu nữ. Quý vị nghe rõ ha? Thiện Vũ nghe rõ không? Hay là yếu xìu nhỏ xíu? Cũng vậy thôi, tại dùng YouTube đó mà. Cái câu hỏi để trả lời câu hỏi của cô Nhật Quỳnh á, khi mà mình làm phước á, có phước hay không có phước? Dĩ nhiên là có phước rồi. Cái gì làm cái gì mình bỏ ra cũng có phước. Nhưng tùy theo cái phước đó của mình nó nhiều ít á, là tùy theo cái người nhận, cái tùy theo cái người cho đó ha. Tôi không có nói cái đó, sư được nghe hành vi sư Liễu Tông, sư Chí Đức cũng nói nhiều lắm nha. Phước đồng đều nhau cả thảy, trong buổi lễ có câu phước đồng đều nhau cả thảy, có nghĩa là người ta cầu mong cho tất cả mọi người đều có phước đồng đều nhau cả thảy. Dĩ nhiên là phước nhiều đó, tức là nguyện cầu cho nhờ nguyện, mong rằng, nguyện đó là mong rằng ấy, những người mà làm phước, những người được nhận được cái phước báo đó, cũng như những người cho hay những người nhận, tất cả đều có giữ giới, đều phải giữ giới để trong sạch, cũng như có cái tâm thanh tịnh thì phước sẽ đồng đều nhau. Nhưng cái đó là chỉ ước mơ thôi, làm sao phước đồng đều nhau. Coi nghe một buổi giảng của các sư, một người nghĩ như thế này, một người nghĩ như thế kia, đâu thể mà muốn cho giống nhau được. Chứ tất cả ai cũng đều giống nhau, ai cũng đều có trí tuệ ngang nhau, thì Đức Phật đâu xuất hiện ra trong cõi đời này để làm chi vậy? Ai cũng giỏi hết trơn rồi. Thưa quý vị, con xin chia sẻ cái ý nghĩ của con, những cảm nghĩ của con về cái câu kinh đoạn số 5 của trong cái kinh Từ Bi này. Như là trong ngày hữu hình hoặc vô hình, tức là cái người mà mình thấy và những người không thấy, cũng như là phi nhân vậy. Như là người chúng ta có ý thức được, cũng như những kẻ phi nhân đã sanh hoặc chưa sanh, bây giờ có hay sắp sửa có, tức là đang sanh, đã sanh hay là sẽ sanh, gần xa không kể xiết, tức là gần xa không biết được. Nguyện tất cả chúng sinh tròn đầy muôn hạnh phúc, thấy chưa? Tức là cái bài kinh này với cái tâm của Đức Phật, ngài là một vật là chánh đẳng chánh giác, thì cái tâm từ, cái tâm bi của ngài không ai qua được hết trơn á. Thì ngài muốn giống vậy, thì muốn được những cái điều đó thì chúng ta phải tu tập. Tu tập hả? Trời ơi, tu tập khó lắm, giới định tệ quý vị nhớ không? Đó, tức là nói nhiều quá thì Đức Phật gom lại với ba cái giới định tệ. Trong giới là gì, định là gì, tệ là gì đó. Thì cái đó là nó tràn gian đại hải nữa, vô đủ thứ hết. Đến nỗi có những vị sư, có vài vị sư mà trong kinh Pháp Cú đó, ông nói trời lực lệ nhiều quá ông không nhớ. Thì Đức Phật nói giờ chỉ giữ hai điều được không? Điều gì? Tức là không làm việc ác, làm việc thiện thôi. Đó, muốn không làm việc ác, việc thiện như thế nào, việc ác như thế nào. Lại còn là một câu chuyện nữa. Có những người nói tôi không ăn cướp trộm cắp, tôi không sát sanh dễ giết người ta thì tôi không có làm điều ác. Nhưng cái điều đó đâu có đúng. Họ thấy mũi cắn đập chết, rồi thấy kiến, thấy gián ghê quá, vốn giết ráo trọi hết. Nhưng mà họ không hiểu, cái đó cũng là chúng sanh, họ đâu có biết họ phạm giới. Thì cái đó cũng đâu phải làm việc thiện tuyệt đối đâu. Tức là phải có sự học, sự hành và có sự thấu hiểu trong đó. Cũng như hôm qua
sư la tôi là tệ tệ tri hay tệ trí, nhưng tôi thấy trong cuốn sách của tôi đề tệ tệ trí, trong sách nhỏ nhỏ xin pháp cú á, thì cô hình như cô tệ duyên không, cô nói là trí tệ thì cái cũng sai nữa, bị sư la hết. Nên ra mình cũng không biết nữa, thật ra tôi cũng không rõ tệ tri tệ trí. Tôi có hỏi sư pháp nghiêm, sư pháp nghiêm nói chỉ có tệ tri thôi chứ tệ trí người ta không có dùng. Thành ra tôi mới biết được điều đó. Chứ không phải có nhiều khi á, mình nói ngược là trí tệ, tệ, tệ trí. Chắc nó cũng giống nhau vậy. Tệ trí là khác, nhưng mà trong cái định nghĩa của Phật Pháp thì trí có nghĩa là sự liệu, sự hiểu biết, sự hiểu biết về cái sự hiểu biết chân thật về đó. Nhưng mà chữ trí, liễu trí thì khác, liễu trí là khác. Liễu trí người ta không dùng, dùng liễu trí thôi. Cũng như là chánh trí với chánh trí nó khác nhau đó. Ở trong đó cũng như là thanh nha, nha ná, rồi quy chát. Nó có khi Đức Phật dùng chữ này, có khi Đức Phật dùng chữ kia, nhưng mà vẫn có ý nghĩa là phải có sự hiểu biết thâm sâu về Phật, Phật giáo, thâm sâu về những giáo lý của Ngài, hiểu cái chữ đó. Ví dụ biết rằng trong Kinh Pháp Cú mấy chục năm về trước, tôi đọc một cái câu, tôi thấy cái này nó đơn giản, kỳ lạ. Không cần học gì cả, không hấp dẫn bê ly gùng gợn gì hết. Khi mà học sâu vô rồi học tiếng Pali, học ý nghĩa của nó, thì mới biết rằng từng chữ trong đó nó cô động trong đó rất nhiều. Đức Phật dùng một chữ thôi, mà trong từ một chữ đó, nó phải chẻ ra nhiều thứ, phải hiểu thâm sâu vô đó rất nhiều. Cũng như quý vị thấy chữ giới định tệ thôi, thì giống như là quý vị nó có giới thì sẽ có định sẽ có tuệ. Nhưng mà khi mà học cao lên rồi á, nó không đi theo đường thẳng giống vậy, mà đi theo vòng tròn. Quý vị thấy cái giấy, quý vị vẽ một cái vòng tròn, quý vị vẽ giới định tệ vòng theo cái vòng tròn đó. Cái vòng tròn thì nó không, thì nó phải đi theo ngược chiều, đi cái mũi tên nó phải đi qua đi lại, đi tới đi lui, nó không có đi theo chiều nào hết. Quý vị giữ thôi, chẳng hạn như là quý vị muốn có giới giữ cho tốt, quý vị phải có trí tuệ để hiểu biết khi mình làm cái việc đó đúng hay sai, có đúng trong cái pháp thiện không. Thiện thiện diện nó có năm chi rồi, nếu mà có mà có cái định không, phải có sự tinh tấn trong đó, cái tâm có niệm có nhớ trong đó để mình giữ những cái điều đó cho đúng đó. Rồi muốn có định là phải có giới, giữ giới xong rồi phải có trí tuệ. Đây trí tuệ phải giữ, phải hiểu rằng mình dùng cái định đó, đừng có dùng quá nhiều cái định đó thì nó sanh ra nóng nảy, nó đi theo cái vòng tròn. Như hồi đó tôi mới vô, tôi học thập nhị nhân duyên thì theo đường thẳng vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thì đi theo đường thẳng giống vậy hay là đi ngược lên. Nhưng mà khi học xa, nó học sâu lên rồi thì nó chỉ mà là cái vòng tròn, nó vòng tròn, nó đi theo một cái khoanh tròn vậy, nó không có đứt nhau hết. Thì muốn đứt ra đó thì cũng dễ. Đức Phật khi mà thuyết pháp cái thập nhị nhân duyên, Ngài có khi Ngài bắt đầu bằng vô minh, có khi Ngài bắt đầu bằng chữ ái, có khi bắt đầu bằng hữu, tùy theo cái nhân duyên mà cái người đó, cái người mà Đức Phật đang giảng đó, thì họ có những cái ưu điểm yếu điểm nào. Ngài là bậc đó là điều ngữ trưởng phu, ngài điều cho cái tâm người đó được an lành thanh tịnh, xong người bắt đầu vô đó. Thì bởi vì Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại luôn. Ngài nói điều nào là điều đó là đúng hết. Nó không có dễ dàng giống như chúng ta nghĩ. Nó không có, nó giống như nhỏ tôi học toán. Học toán đại số, bằng là cộng trừ nhân chia, rồi lên đại số có cộng có trừ, rồi lên hình học nó như là một chiều. Qua một đường thẳng sẽ có một đường thẳng, thì được song song với đường thẳng đó. Khi mà học lên cao, học về giải tích vi tích, nguyên hàm đại hàm, thì qua hình học không gian, thì qua một đường thẳng, chúng ta có thể kẻ hàng trăm, hàng triệu ngàn đường thẳng song song với đó. Học lên cao nữa, có cái thời gian, có sự biến hóa của cái sự bất ngờ, cái sự kiện đó. Nó về học về cái vi tính, cái đường dây của điện nữa. Bởi vậy những nhà phi hành gia, họ vẽ cái biểu đồ cho những phi thiền, đi lên mặt trăng, mặt định tinh, vậy đó, lum vậy đó. Họ đều phải có những xác thức, họ không bao giờ đón được cái sự trở về của phi thiền đó đúng giờ đúng ngày, hay tại đâu lúc nào nó cũng xây xích,
họ cũng phải tính cái đường xây xích. Tại vì họ không biết cái sự vô thường, họ không biết cái sự vô thường trong thế gian này. Có khi nó có cục gió chỗ đó, có sự di động thế này. Ngày xưa người ta nói mặt trời không có di động, có định tinh. Nhưng sau này học càng dài, người ta thấy mặt trời hay tất cả mọi gì nó đều có di động. Tại sao? Tại vì họ không biết Phật Pháp. Tại vì không biết rằng tất cả mọi việc gì vô thường và vô ngã, nó không có thường hành như họ nghĩ. Thì trong cái câu này thì cái tinh từ bi của Ngài, thì Ngài muốn tôi là nói chuyện với cô Nhật Quỳnh hả? Đã quay lại cô Kim đi xa quá. Cái đó là câu hỏi. Tôi trả lời cái tịnh tài hùng phước, có phước không thì tôi đã trả lời rồi, nó dễ dàng thôi. Cái đó là tôi trả lời riêng cho cô hỏi thôi. Chứ thật ra sư nói là chia sẻ, nghĩ gì về cái câu kinh này thì tôi nghĩ giống như vậy, mà nghĩ giống vậy thì câu hỏi của tôi, cái lời nói của tôi có thể là cô không có hiểu. Vậy tôi xin dừng lại đây, xin trả máy, trả mic lại cho cô và quý đạo tràng để cho người khác lên nói ha. Nếu có gì không giữ quý vị, xin sám hối, xin tha lỗi nha. Dạ, xin trả máy. Dạ, sa thu, kính cảm ơn cô Kim. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Ngài nói trước khi thảo luận câu này thì xin trả lời câu hỏi của một vị Phật tử nào hỏi. Nên kính mong đạo tràng chia sẻ câu hỏi của Ngài đề nghị ra trước. Dạ, mỗi vị một ý kiến. Ở xa, ví dụ như Nhật Bình hoặc Thiền Vũ đi, ở ngoài nước ngoài này mà gửi tiền về Việt Nam làm một cái điều gì đó, hùng phước gì đó, thì có phước hay không? Dạ, theo ý kiến của quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên. Sự hiểu biết trong giáo pháp mỗi vị có một ý. Thì Nhật Quỳnh thấy xích thành kiểm có nghĩa nói là hùng phước chỉ là có phước. Tại khi mà mọi người tạo phước đều nói là chia đồng đều nhau cả thảy. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên. Dạ, mời cô. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Dạ, không biết Đại Đức Pháp Trang có trước máy không? Đại Đức Pháp Trang có thể chia sẻ câu hồi nãy. Ở xa gửi tịnh tài hùng phước có phước không? Dạ, kính thỉnh Đại Đức Pháp Trang trước đi. Nãy giờ tự nhiên cũng nghe, nhưng mà cũng hiểu được Xích Kim chút là nói về phước. Dạ, nếu bây giờ Đại Đức Pháp Trang bận thì tự nhiên cũng xin chia sẻ về một chút. Dạ, bây giờ dạ, cảm ơn Như Quỳnh. Bây giờ để tự nhiên xin chia sẻ. Phước á, thật ra là thì có phước, nhưng mà tự nhiên xin nhớ một câu chuyện trong thời Đức Phật. Thì có một bà lão, dựa trên cái câu hỏi này mà tự nhiên xin chia sẻ. Tại vì có một bà lão rất nghèo, bà không có tiền, mà là một người nghèo khổ và đi xin ăn, thì làm gì mà có tiền để mà làm phước. Bà đi xin ăn từ lúc còn bé cho đến già. Lúc đó là tự nhiên nghe một vị nói về bà. Lúc đó năm đó là bà 80, 80 mấy tuổi rồi. Nhưng mà khi bà đi xin á, thì bà thấy rất là nhiều người đi làm phước cúng dường. Thì bữa đó bà đi xin thì có một bà ước ở trong bụng phải chi mà có một bà tấm y để mà dân y cúng dường giống như người ta. Bà đi xin bà chỉ ao ước như vậy thôi. Bà ước trong lòng. Vì cái cuộc đời của bà từ bé cho đến già rất là khổ. Khổ lắm, không có tiền.
vi sinh ăn hàng ngày. Và khi đó đó bà ước trong bụng như vậy một cái thì bữa đó nó phát sanh lên. Phát sanh lên có một người cho bà một tấm y, và bà nó giống y như là của tăng mà mặc vậy đó. Thì bà ước thì bữa đó chân á, thì chân của bà thì không có được lành lặn như họ. Và bà lết đi tới cửa của chùa thì cái bậc lên á, nó tới 3-4 bậc, cho nên là bà lết lên không được. Thì bà mới nhờ một người để mà đi lên cúng dường á, bà nói rằng á, là hôm nay á, là dân y, cho nên á, thì bà có một tấm y để mà dâng đến chư tăng, cúng dường đến chư tăng. Và từ đó bà rất là hoan hỷ. Rồi cái người mà đi á, thì bà mới cái người đi lên thì người ta cũng tắc ý, bà già đó bà cúng dường tấm y đến chư tăng. Cho nên cái khi đó đó, đến khi mà bà đi về hàng ngày bà cũng đi xin vậy. Thì đến khi mà cái lúc mà bà lâm chung á, thì tâm của bà cái lúc mà gần tận cứng tực cận tử rồi, thì bà thấy một cái đám lửa cháy bừng lên. Thì nếu mà bà không có cái trợ duyên bữa đó thì chắc chắn thì cái ngọn lửa này sẽ đốt bà, sẽ đi về địa ngục. Nhưng mà lúc đó cái tâm bà hoan hỷ, bà nhớ đến cái tấm y vàng, vì cái ngọn lửa nó giống như cái màu vàng của bà, thì bà mới tái sanh về được cõi trời. Và nói tới bây giờ, đoạn này thì tự nhiên nhớ là sư trưởng giảng về cái bài pháp của cái người tu đầu quần đó. Cho nên là bà chỉ có một lần một thôi thì bà được lên cảnh giới cõi trời đó. Cho nên á, là cái làm phước ở xa cũng gửi tịnh tài cũng rất là quan trọng, vì cái tâm, do cái tâm của mình á, mình hướng đến cái ngày đó như vậy mình phải nhớ mình có cúng dường cái gì, mình tác ý đến đó mà bằng cái tâm của mình đó. Cái người làm phước rồi, cái người mà người ta đi cúng dường á, người ta cũng tác ý, chẳng hạn như Nhật Quỳnh ở xa gửi tình tài về, thì cái người nhận á, chẳng hạn như sư Tự Đức thì ở chùa Viên Giác nhận tình tài, rồi sư cúng dường, rồi sư tác ý đến là nói là Nhật Quỳnh hay là những vị mà làm phước ở bên đó tên gì vậy đó. Rồi ở bên đây thì chư tăng mỗi lần mà chư tăng mà trai tăng thì chư tăng sẽ đọc hồi hướng phước đến tất cả những người còn hiện tại và những người đã quá vãng. Thì nếu mà ai có đủ duyên thì sẽ được cái phước đó. Vì người chết thì họ đâu có ăn gì được, họ chỉ hưởng được cái phước. Và phước thì do những người có phước rồi hồi hướng phước, rồi cái người đó mới có cái duyên tùy hỷ, người ta thọ hưởng được thì người ta được hưởng. Thì tự nhiên cũng xin chia sẻ và nói đến cái việc có phước là như vậy đó. Dạ, tự nhiên có bấy nhiêu. Dạ, bây giờ cái quý vị xin chia sẻ. Dạ, Nhật Quỳnh tiếp tục chia sẻ. À, Giang Nhật Hà. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hà rất nhiều. Dạ, bây giờ Giang Nhật Hà chia sẻ tiếp để đạo tràng mình không có vắng.
Dạ, sa thú. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con xin đảnh lễ quý sư. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con có cái chia sẻ về cái đoạn số 5, nhưng mà con có một ít chia sẻ về cái câu trả lời á, là ở xa mà gửi tình tài hùng phước thì có phước hay không? Thì theo con á, thì con nghĩ là có. Thì con nghe nói là thường mà khi mà mình đã phát tâm á, hùng phước thì đã có phước rồi. Nhưng mà cũng giống như hồi nãy cô Kim cũng có đề cập á, là dĩ nhiên là mình phải hướng tới những cái vị giữ giới và những cái vị trưởng lão. Và một số điều là mình cũng phải là cái người giữ giới, và cái số tịnh tài đó là trong sạch do mình sống bằng cái nghề lương thiện. Thì khi mà vị này hỏi là do ở xa đó, thì theo suy nghĩ của con thì là có nghĩa là cái người này cũng đã làm những cái việc bố thí mà ở gần rồi, rồi người ta muốn làm thêm, muốn hướng tới những cái vị xa nữa. Thì khi mà mình hướng tới như vậy thì những cái chỗ mà có nhu cầu và đang cần cái sự thọ dụng như vậy thì cái phước nó trực tiếp và nó có lợi lạc hơn. Nghĩ thì giống như người Việt Nam mình cũng hay nói thì ăn cây nào rào cây nấy. Thì nếu mà mình mà học những cái lớp mà online trên mạng nè, giống như bản thân của con á, thì mình hướng về thầy tổ, về những cái chùa mà hoặc là những cái nơi mà mình học trên mạng nè, để mình được học hỏi pháp, được dạy pháp, rồi mình có được cái sự lợi lạc từ những cái sự học và hành đó đó, thì mình bày tỏ cái lòng tri ân thì nó cũng rất là hợp với lễ đạo. Dạ, thì con chỉ có một ít ý kiến như vậy thôi. Con mời quý cô chú anh chị có thể bổ sung thêm để mình có thể tìm hiểu thêm. Dạ, con xin xuống mic, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn ý chia sẻ của Huynh Giang Nhật Hà và cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, chị Mê Ta ơi, chị Mê Ta có chút máy không? Chị Mê Ta cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, chị Mê Ta ơi. Alo, alo. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Quang Thanh. Chị Mê Ta có chút máy không? Chị Mê Ta là người thường ở xa mà gửi tiền về Việt Nam làm phước lắm đó, nên Nhật Quỳnh muốn hỏi ý kiến chị Mê Ta theo chị thấy như thế nào mà chị thường hay gửi tiền về Việt Nam làm phước. Alo, chị Mê Ta, chị có chiếc máy không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à? Vậy chắc chị Mê Ta không có chiếc máy rồi. Quang Thanh mới vô, ngồi ở nghe đi chút xíu nữa Nhật Quỳnh sẽ mời. Dạ, cũng còn có chút nữa thôi, không có còn nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh có chút máy không cô? Cô tu nữ Phúc Hạnh có chút máy không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ? À? Không cô, bấm bích được không? Alo, cô tu nữ Phúc Hạnh. Tại vì Ngài Chí Đức muốn nghe ý kiến trong đạo tràng. Dạ, sa thú kính mời cô. Dạ, một lần nữa con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tệ Đức, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, kính chào đạo tràng. Dạ, câu hỏi là ở xa gửi tịnh tài hùng phước có phước không? Thì theo con nghĩ là có. Tại vì ví dụ như nhiều lúc mình ở cái nơi mình ở đó, nhưng mà rồi nhiều mình muốn đi làm phước xa hơn nữa, nhưng mà những cái ngôi chùa đó lại không ở gần mình, thì mình tác ý là mình gửi đi nơi đó để mình làm phước cho chùa, các cái cuộc lễ như dân y, hoặc là như Ngài nói là kiết giới Sima, hoặc là buổi lễ trai tăng, hoặc là hùng phước vô một cái thiện sự gì đó trong chùa đó, thì con nghĩ là đều có phước hết. Cũng như con rất là hoan hỷ khi mà ở ngôi chùa chúng con phát động là gửi vật thực vô miền Nam,
Thì cái lúc đó con có gọi bạch với ngài Tăng Định là: dạ bạch ngài, chùa chúng con vậy đó, gửi vật thực vô cúng dường. Thì kêu: trời ơi, xa thú, mấy tháng nay ngài toàn là ở chùa có bà thân già, rồi ngài Phật tử thì không đến, là toàn là ăn khô không à. Cho nên là con nghe ngài nói vậy, con rất là, thật sự con rất là hoan hỷ, vì mình cúng dường để hợp thời á. Cho nên là con nghĩ là dù ở xa hay ở gần, dù mình có mặt hay không có mặt, đều rất là có phước. Cũng như đợt này dự kiến ở chùa của chúng con làm phước là dự kiến là cuối tháng 8 là đi, nhưng mà tự vì hai thầy trò thì cũng chưa ai chích vaccine hết, cho nên cũng không có đi được, chỉ là gửi xe vào rồi nhờ Phật tử ở đó, hoặc là nhờ cái bạn giao hàng đỡ đại diện đi đi gửi cúng dường. Thì con nghĩ là cái này ở ngoài này chúng con đã chuẩn bị cái tâm rất là hoan hỷ để chuẩn bị vào cái ngày đó đỡ đi. Thì con nghĩ là dù ở xa hay ở gần gì là làm phước thì có phước hết. Dạ, con xin xuống bích ạ. Dạ, sa thú đành thai, kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, Thiền Vũ ơi, Thiền Vũ đang có chiếc máy phải không? Mời Thiền Vũ. Theo như Thiền Vũ thì câu hỏi mà ngài đưa, kính mời Thiền Vũ. Xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, cô tu nữ Phúc Hạnh và Hữu. Thưa cô, hỏi của sư nói nếu mà mình ở xa mình đóng tịnh tài thì có phước hay không? Thì con nhớ cái lời dạy của sư Liễu Tông là cái bố thí đó có phước đầy đủ khi mà mình đủ tam tư, thậm chí là tứ tư. Nên con nghĩ nếu mà dù ở xa nhưng mà mình tròn đủ được tam tư, hoặc là cao hơn nữa là đủ tứ tư, thì mình vẫn có phước. Dạ, đấy là ý kiến của con ạ. Xà thú, Nhật Bình kính cảm ơn ý kiến của Thiện Vũ. Tina ơi, Tina có trước máy không? Alo, cảm ơn Thiện Vũ nha. Tina có trước máy không, Tina ơi? Alo, Tina. Rồi, mời bạn tay Tina. Theo Tina nghĩ sao câu hỏi của ngài đưa ra, Tina nghĩ như thế nào? Mời Tina nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ giáo sư quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa, ở xa hay ở gần gì mình có phát tâm hùng phước thì cũng con nghĩ là đều có phước hết. Cũng như ngày bả giảng đó, thì khi mà mình phát tâm hùng phước mà đầy đủ ba thời, dạ, hoan hỷ những việc mà mình làm, thì ít nhiều gì mình cũng có cái phước. Giống như tụi con thì ở xa, mà trong thời gian lockdown này mình cũng không có được đi đâu nhiều, thì cũng nhờ qua viễn thông như vậy, qua học hỏi những lớp như vậy mà tụi con tuy ở nhà mà cũng được làm phước. Thì như vậy là rất là hoan hỷ. Và nếu mình không có mặt ở đó mà có được sư mà trợ giúp như vậy thì rất là tốt. Thì con nghĩ là với cái sự hồng phước thì mình phát tâm là để mình trong khả năng mình, nếu mà có thể thì mình giúp được cho mọi người thì cũng tốt, và cũng như để xả ly, mình không có bị dính mắc về cái vật chất nhiều quá. Khi mà mình giúp đỡ được cái gì đó, hoặc mình làm gì trong khả năng mình mà mình cảm thấy mình hoan hỷ, thì cái đó là phước rồi. Dạ. Thì không ngoài cái sự tĩnh tài không, nhưng mà nhiều khi giúp đỡ lời nói hay là lời khuyên, hoặc là nghe lời khuyên nhủ như thế
thì cũng là một cái sự giúp đỡ trên tinh thần. Dạ, nhất là trong thời buổi này thì cái tinh thần rất là quan trọng. Vật chất thì cũng là quan trọng đó, nhưng mà được cái tinh thần giúp đỡ không phải là nhiều hay ít nữa, nhưng mà quan trọng là người làm cũng hoan hỷ, mà người nhận thì cũng được một cái sự giúp đỡ trong cái khó khăn nào đó, hoặc là như vậy thì con cũng thấy là đầy đủ. Mình hoan hỷ với việc mình làm, và mình được bỏ đi cái sự mà cất giữ bỏng sẻn của mình, xả ly bớt, thì người sẽ nhẹ nhàng hơn. Dạ, giống như thời buổi khó khăn này thì lá đó, mình lá gì đó, cái gì mà câu hay nói là giúp lá rách đùm lá bọc gì đó. Dạ, thì nói chung là con thấy là mình chia sẻ cái gì mình có thể thì rất là tốt. Dạ thưa con, chỉ có như đó thôi. Dạ con kính tri ân Ngài và con kính tri ân đạo tràng. Cũng qua những thời buổi khó khăn như vậy, mà qua cái đường viễn thông như vậy, mà được cho tụi con cũng có cơ hội ở xa, mà được làm phước thì tụi con cũng rất là tri ân quý Ngài, quý sư đã đại diện giùm cho tụi con, để cho tụi con giúp đỡ cho tụi con trong vấn đề tu tập, cũng giống vấn đề mà biết làm phước như vậy để xả ly, thì giúp đỡ cho tụi con tinh tấn hơn trong cái việc học và phải hành. Dạ, con kính tri ân quý sư và con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tại giờ này sư đang dùng sáng, thành ra khi nãy thì chúng tôi có nghe, trong đạo tràng mời chúng tôi để lên chia sẻ, nhưng chúng tôi bận công việc, hiện giờ chúng tôi đang dùng sáng, hiện giờ tại máy chúng tôi ở trên phòng, thành ra chúng tôi không có thể nào sử dụng nick kia, do đó chúng tôi chỉ mượn máy của cô tu nữ Phúc Hạnh để lên chia sẻ ngắn với quý vị. Trước tiên chúng con xin đóng góp câu hỏi này chút xíu, thì chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào với tu nữ và chư Phật tử. Và thì chúng tôi được thấy câu hỏi đưa lên là ở xa ghế tịnh tài về Hùng Phước có phước hay không. Thì theo cái sự hiểu biết của chúng tôi thì cái câu hỏi này thì thật sự thì có một số người thì cho rằng là ghế cúng dường tận tay thì mới có phước, tức là mình phải trực tiếp mình cúng dường thì mới có phước. Nhưng mà theo sự hiểu biết của chúng tôi thì thật sự thì ở xa, khi mà mình không có điều kiện để mình gặp chư Tăng á, mà mình gửi trực tiếp về các chùa hoặc là một cái chư Tăng ở nơi nào đó, thì theo chúng tôi nghĩ là đó cũng là mình gửi như vậy vẫn là có phước. Bởi vì chúng tôi nhớ trong cái câu Pali mà được Đức Phật Ngài dạy là Chê Tana Hang Phước Khơ Vê Căm Măng Quá Đa Mí. Này chư tỳ kheo, Như Lai tuyên bố tác ý chính là nghiệp. Thì như vậy thì cái câu Pali này Đức Phật Ngài dạy, khi mà mình đã tác ý thì nó sẽ trở thành là nghiệp. Mà nghiệp này là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện? Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đều là do cái sự tác ý. Khi mà mình ở xa mà mình chỉ cần mình có cái sự tác ý, mà mình tác ý về cái nghiệp thiện, tức là mình
gửi tác ý rằng đây là cái trận tài mình gửi mình cúng dường chùa này hoặc chùa kia, hay là mình cúng dường mình hộ độ chư tăng, thì theo chúng tôi nghĩ đó cũng là một cái phước mà mình đã tạo. Thì Đức Phật này đã dạy rằng mình tác ý, tức là tác ý là nó đã trở thành là cái nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng thì Đức Phật này dạy là tác ý là nghiệp. Khi mà mình tác ý nghiệp bất thiện thì nó sẽ trở thành là một cái nhân bất thiện mà mình đã tạo. Thì theo chúng tôi nghĩ thì cái việc mà cúng dường á, thì á, mình cúng dường khi mà cái phước mình nó lớn hay nó nhỏ là tùy thuộc vào ở nơi cái tâm của mình. Khi mà cái tâm mình hướng đến mình cúng dường đến tăng chúng thì như vậy cái phước mình nó lớn. Thì Đức Phật ngài có dạy trong cái sự bố thí cúng dường á, thì dầu cho mình cúng dường một cái con vật, một con vật nó cũng vẫn có phước. Khi mà Đức Phật ngài dạy mình cúng dường một người mà không có giới vẫn có phước, nhưng mà cái phước đó mình cúng không bằng mình cúng dường cái người có giới. Tức là khi mà mình cúng dường cái người mà không có giới thì cái phước mình nó nhỏ, thì khi mà mình cúng dường cái người mà có giới thì cái phước mình nó sẽ lớn hơn. Và khi mà cái người mà có giới á, rồi mình cúng dường nó không bằng cái việc mà mình cúng dường đến những người tu thiền, nó nâng lên như vậy. Và đến khi mà mình cúng dường Đức Phật độc giác không bằng mình cúng dường được, không bằng 100% mình cúng dường Đức Phật toàn giác. Và cúng dường Đức Phật toàn giác không bằng 100% mình cúng dường đến chư tăng. Thì chúng ta thấy rằng thì cái việc cúng dường của chúng ta thì dầu lớn dầu nhỏ đều là tùy ở vào cái nội tâm, tùy vào cái tâm của chúng ta. Thì cái việc cúng dường thì theo chúng tôi nghĩ là chúng ta cúng dường mà ở xa chúng ta gửi tịnh tài về các chùa ở các nơi chúng ta đều là có phước hết. Bởi vì chúng ta thấy rằng là sự tác ý, Đức Phật ngài tuyên bố rằng tác ý chính là nghiệp. Thành thử ra là do đó cái việc mà chúng ta tác ý thiện nó sẽ trở thành là cái nghiệp thiện. Và khi mà chúng ta tác ý điều bất thiện nó sẽ trở thành là cái điều bất thiện. Do đó chúng tôi luôn nhớ rằng là Đức Phật ngài dạy rằng là chê tá na hăng phước cơ vê cơ măng qua đa mí. Này chư tỳ kheo, Như Lai tuyên bố tác ý chính là nghiệp. Do đó thì hôm nay thì chúng tôi chỉ có một cái điều để xin chia sẻ để như là để đóng góp trong đạo tràng chút xíu để cùng nhau sinh hoạt để cho đạo tràng sinh động hơn. Giờ đây chúng con được thấy ngài Chí Đức trở lại với đạo tràng. Giờ đây chúng con xin gửi mít kính dâng lại mít lại cho ngài Chí Đức. Nam mô A Di Đà, Nam mô Tham Ma Giới, Nam mô Sang Kha Giới. Mẹ chuyển vô tài khoản Adibank cho nên là đó. Sa thủ để được học tràng rất là hoan hỷ. Xin lỗi cô tuần nữ thời gian ha. Ngày mai cũng còn thời gian ha. Bây giờ thời gian không còn bao nhiêu, chỉ còn 5 phút thôi. Xin đúc kết lại cái câu thắc mắc của một người khi mà nghe trên Facebook, chứ không phải là người đó có mặt trong đạo tràng này. Nghe trong Facebook theo dõi cái chương trình sinh hoạt của chúng ta và họ có thắc mắc đưa lên vấn đề mình không tận mặt tận tay hoặc là cái lời nói của mình tác bạch thì nghĩ rằng mình ở xa và không bằng ở gần, tức là trực tiếp thì có phước nhiều hơn, còn ở xa thì phước nó ít hơn. Đó là sự thắc mắc của người ta. Nhưng mà qua ý kiến của nhiều vị trong đạo tràng thì chúng tôi thấy rằng quý vị hiểu biết về Phật Pháp rất là thâm sâu. Những cái điều mà quý vị nói lên thì Đại Đức Pháp Trang đã kết luận một cách rất là chính xác, sở hữu từ Chetana. Bởi vì cái thân nghiệp, khẩu nghiệp không bằng cái ý nghiệp. Cái ý nghiệp mới quan trọng. Rồi quý vị biết rằng chúng ta đã học trong những câu Phật ngôn, cái vị đại thần Sanh Tạp Tý, ông này chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng mà tại sao ông đi kêu gọi người ta
hùng phước để mà tạo phước. Ông chỉ có cái miệng ông đi kêu gọi, và cái kết quả của ông ta khi mà đức vua mà nghe ông ta đi kêu gọi đi bộ, rồi cho ông ta một con ngựa để cho ông ta đi cho nó đỡ mỏi chân. Con ngựa sau một thời gian cũng nghe ông đi kêu gọi bà con làm phước, rồi đức vua hoan hỷ cho tặng một cỗ xe, rồi từ từ như vậy đó mà người ta hoan hỷ với việc thiện mà cái ông vị đại thần này đi kêu gọi người ta, đi kêu gọi người ta để người ta tạo thiện sự. Và như vậy kết quả của ông ta là sau này làm vua được 7 ngày, làm vua được 7 ngày, và cái ngày thứ 7 thì ông ta chứng đắc thánh quả A La Hán. Một người cư sĩ, một vị vua xin sang áo mão, nghĩa là rất là tráng lệ như vậy mà coi như chứng đắc thánh quả A La Hán. Rồi cái vị này bay lên hư không, rồi xuống đảnh lễ Đức Phật 7 lần như vậy. Thì chúng ta thấy rằng mình không đủ khả năng thì mình hùng vô một phần nào. Và cái điều đó chính trong đạo tràng này rất là thiết thực. Huynh Giang Nhật Hà nè, Chiếc Thiện Vũ nè, Chiếc Tina nè, và nhất là nhờ có Huynh Giang Nhật Hà mà cái hiện cảnh bây giờ, nếu mà đi chích thuốc vaccine mà không có những cái loại thuốc của Huynh Giang Nhật Hà hỗ trợ thì chắc là cá nhân của chúng tôi bị dịch dập rồi. Rất là thật. Thì như vậy đem lại sẽ ăn vui cho cái khác, đó là điều quan trọng. Rồi ví dụ để Đức Phật Trang huy động coi như bà con Phật tử ở ngoài chùa Phước Quang hỗ trợ về miền Nam các chùa, và chính cái lời nói của Ngài Trang Định, quý vị thấy xúc động không? Mình làm phước không cần mình có mặt, nhưng mà đem lại sự an vui cho người khác. Chính cá nhân rồi cũng thọ ơn Đại Đức Pháp Trang. Như vậy thì chúng ta ở xa nhưng mà chúng ta vẫn tạo được phước. Còn ông Quốc Tử Lý ở gần Đức Phật, cứ theo nhìn Đức Phật, rồi Đức Phật đủ hay sao? Chứ sao mà gần, mà chứ gần mà xa. Ở đây thấy Pháp tức là thấy Như Lai, thấy Như Lai tức là thấy Pháp. Không phải ở gần ta rồi suốt ngày cứ đi nhìn ngắm cái xác thân của ta thì như vậy có lợi ích gì? Hỏi đi chỗ khác chơi đi, đi chỗ khác chơi đi. Rồi có người hỏi Adhita, hai chữ A phải thêm hai chữ, thêm vô một chữ D nữa, chứ không phải là thiếu chữ D đâu. Adhita, Adhita, Adhita cứ như là thấy và không thấy. Thấy là gì? Là hữu hình. Không thấy tức là vô hình. Vô hình là Adhita, hữu hình hoặc vô hình. Thì bây giờ chúng ta tặng mặt hay là không tặng mặt, cái điều quan trọng là đem lại sự an vui. Tâm của chúng ta chê tánh hà hằng, cho nên khi mà gần Đức Phật mới theo nhìn hoài vậy, Đức Phật thấy cũng nhột vậy, thôi đi chỗ khác chơi. Cái hồi nào cũng to theo đuổi. Thì ông này nghĩ mình đi tu thì tướng hảo quang minh của Đức Phật, 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, vậy mà bây giờ nhìn ngắm một cung cho, thôi sống gì nữa, chết quách cho xong, rồi lên núi nhảy xuống tự tử. Khi mà chuẩn bị tự tử thì Đức Phật nói vô thăm măng bát sạch trí, xô thăm măng bát sạch trí, thấy Pháp là thấy Như Lai, thấy Như Lai là thấy Pháp. Cái chuyện mình thực hành đúng Pháp hay không, chứ bây giờ đừng có nói ở xa ở gần. Cái câu này nè, cái câu số 5 này nè, cho chúng ta thấy học phải hành, học phải hành.
hữu hình hoặc vô hình, tức là có mặt hoặc hay là không có mặt, mình đã làm hay là chưa làm, ở gần hay ở xa, cái chuyện đó không quan trọng. Mà nguyện tất cả sinh linh, tức là mình nguyện cho chính mình luôn nè, có an vui trong thiền sự này hay không, có an trú về pháp hay không, đó là điều quan trọng. Thì cũng xin trả lời với cái vị đã nêu lên thắc mắc, tận mặt làm phước, với lại ở xa làm phước, thì ăn thua cái tâm của mình. Mình có quan hỷ không? Như cái kiểu như mà ông bảo hộ cho mèo á, ông chỉ nhúng một cái ít gạo, ít đường, ít đậu rồi này kia, ông ta làm phước. Nhưng mà để có cái người mà kêu gọi làm phước, mình cho ít kiểu này á, rồi anh ta giữa đám đông nói xấu mình không? Anh chàng bảo hộ này lặn theo con dao, mày nói xấu tao tao lụi mày liền. Nhưng mà như sĩ Thành Kiểm nói, cái người mà kêu gọi hùng phước đó, họ lại trình bày cho chư tăng, cho Đức Phật là phần phước mà những người trung hùng ở đây nguyện cho kẻ có công, người có của, thì có phước cũng đồng đều nhau cả thảy. Anh ta thấy mình có nhúng gạo, nhúng đậu, nhúng ai này, nhúng vậy mà cũng nguyện cầu cho mình phước đồng đều nhau cả thảy. Tự nhiên ông ta quan nghĩ, anh ta quỳ xuống trước người đó xin tha mối với cái tư tưởng xấu xa của mình. Vậy thì ở đây hồi nãy như Sĩ Thiện Bủ hay Sĩ Tri Na gì nói rằng cái vấn đề mình có tâm tư hoặc là tư tư, do cái phước mình thành tựu hay không là do cái ý nghiệp chứ không phải là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Rồi như vậy thì qua cái câu số 5 của từ Bỉ Kinh, chúng ta thấy có mặt hay không có mặt, cái thiện sự đã phát sinh hay là chưa sinh ra, ở gần hay xa không cần biết, chứ không phải là ở gần xa không kể xiết, gần xa không cần biết, mà nguyện tất cả sinh linh, trong đó chính mình nè, mình có diệt được cái ác tâm, cái ác bất thiện pháp hay không, thì như vậy hạnh phúc sẽ đến. Hạnh phúc đến mà đến cho mình trước đã, rồi có đến cho người khác, bởi vì tự giác rồi mới giác tha, mình phải lo cho mình trước. Thì như vậy cái câu số 5 này chúng ta thấy rất là tuyệt vời ha. Rồi lúc 5 phút ha, sám hối đạo tràng ha. Vậy mà cô tu nữ tự nhiên còn muốn đưa tay nó trình bày tiếp, thôi ngày mai nha, ngày mai sẽ có nhiều cơ hội hơn. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lục vô biên chư toàn giác độc giác và chinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sạch cho quá chê nạ sô thiểu hố hô thủ sạp bà đà. Do lời chân thật này kính dân và phước lên chư tôn thiền được tăng ni và đạo tràng pháp hội thiên hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hầu quang của chư Phật. Xin sám hối đạo tràng cũng kể giờ ha. Xin phép được đóng gom luôn ha.